Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lê Xuân Nhinh đây. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tạo ra cái viền xung quanh cái hình ảnh của mình hoặc là cái viền xung quanh chữ viết của mình. Giả sử như mình có hình này. Đây, các bạn thấy cái hình này xung quanh nó có cái viền này. Hoặc là cái hình này. Đây là hình của nhạc sĩ Nguyễn Đình Hùng. Đấy, cái hình này xung quanh nó có cái viền màu trắng các bạn. Hoặc là chữ này đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà tạo cái viền này. Thì mình sẽ hướng dẫn bằng cái tấm hình của mình. Đấy ha. Thì để thực hiện thì bây giờ mình có hai bước. Thứ nhất là mình sẽ xóa cái phông đằng sau này đi. Rồi bước thứ hai mình sẽ dùng công cụ Photoshop. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt cấp góc, trình duyệt góc ha, rồi các bạn vào cái công cụ là remove remove chấm bg, mình vào cái công cụ này để mình remove cái image background, như là remove image background, là xóa cái phông đằng sau đi. Ok, mình lấy cái hình này ha. Đây, thì công cụ này giúp mình xóa cái phông đằng sau các bạn. Đó, thấy không? Rồi mình download cái hình này về. Download hình này về xem lại ha. Rồi như là xong cái bước thứ nhất nha. Rồi bước thứ hai các bạn mở Photoshop lên. Thì bây giờ mình muốn tạo cho nó thì đầu tiên mình phải mở cái hình nó lên trước. Chúng ta tạo ra một cái khung đi ha. Rồi chúng ta vào New nè. Rồi chúng ta vào tạo một cái khung đi. 1280 nhân 720. Ở đây là cái khung. Bây giờ cái khung này cứ theo mình mở cái hình mình mới remove cái background ra. Đây hình mới remove background đây. Đây là hình mới remove background nha. Rồi mình kéo qua bên cái khung. Các bạn đây mình để góc này ha, đây kéo rộng hình này ra đây, thấy không? Enter. Rồi cái này mình đổi cái mình muốn đổi cái hình nền trắng này nè, đổi hình nền trắng này nè thành một cái hình hình nền khác cho nó nổi hơn. Đổi hình mình màu xanh. Đó. Rồi cái vấn đề là ở đây ha. Cái vấn đề là mình hướng dẫn cái cách mà tạo xung quanh viền nè các bạn. Rồi các bạn lưu ý nè. Ở cái layer này nè, cái layer này layer là layer hình nè. Ha, và layer hình này nè. Cái này gọi là layer. Cái hình này nó có hai lớp, lớp thứ nhất là hình nền. Lớp thứ hai là cái hình của mình. Thì mình lít phải chuột vào đây ha, lít phải chuột vào đây, mình chọn cái công cụ là blending option ha, sau đó mình chọn tiếp cái tích là stroke care vào đây, thì các bạn thấy cái viền nó xuất hiện chưa đó, các bạn thấy viền xuất hiện chưa, nhưng mà bây giờ mình muốn đổi màu viền khác, các bạn nhìn dưới cái hình này nó có effect nè, stroke nè, thấy không? Mình lít đôi vô cái stroke này. Thì bây giờ ở đây nó có cái chữ color này, color này màu đỏ này ha. Thì mình sẽ đổi thành màu vàng đi. Đó, mình sẽ đổi thành màu vàng. Màu trắng đi. Màu trắng đẹp hơn.
Rồi, mình đổi thành màu trắng nha. Rồi bây giờ mình muốn cái viền trắng này nó bự ra, nó to ra. Thì ở đây nó có cái size này. Cái size này mình kéo cho nó bự ra. Đó thấy không các bạn? Đó. Mình kéo vừa vừa mắt mình thấy là ok. Đó, ok. Đó là hình. Còn bây giờ chữ thì sao? Chữ thì đầu tiên mình muốn làm thì mình phải đánh cái chữ trước. Đó ví dụ mình đánh là gì? Tạo viền xung quanh ảnh chữ bằng photo shop. Có rất là nhiều công cụ để làm cái việc này nhưng mà Photoshop mình thấy nó ok nhất, cho nên mình hướng dẫn các bạn làm Photoshop. Rồi mình kéo qua đây ha. Đó thì bây giờ mình đổi màu chữ này thành màu đen đi cho nó nổi á. Đó và đổi phông chữ luôn, đổi phông chữ thành phông này. Đó thì mình kéo dài chữ này ra. Bây giờ mình thấy nó chỉ có màu 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 đen không, nó không có đẹp. Thì đó mình cũng vào cái công cụ là blending option ha. Đó click vào đây. Rồi bây giờ mình thích màu vàng. Bây giờ màu đen này thì mình để cái nền màu vàng. Rồi, kéo ra ha. Đó, kéo ra. Các bạn thấy không? Mình kêu mình kéo ra nè. Đó. Thì nó rất là nổi. Rồi, ở dưới này nó có cái công cụ là opacity. Đó, là cái độ mờ. Đó. Muốn nó mờ thì mình kéo đây. Nó đậm thì kéo đây. Rồi vậy là xong. Đó thì qua cái thao tác này các bạn sẽ biết là thứ nhất là cách thứ nhất là cách remove một cái background ra khỏi cái tấm hình của mình. Và cách thứ hai á là tạo một cái viền bằng màu xung quanh cái tấm hình của mình hoặc là chữ của mình. Đó rồi cuối cùng mình lưu cái tấm hình này lại ha. Save as, đặt cho cái tên tấm hình này là ví dụ như cách tạo viền xung quanh hình và chữ ha bằng Photoshop. Save cái chế độ là CMB. Save lại. Ok. Rồi chúng ta xem thành quả nha. Đây, các bạn thấy không? Đó. Nhìn rất là hấp dẫn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hãy cho mình comment cho mình câu hỏi nha để mình tiếp tục làm video cho các bạn nha. Nhớ subscribe kênh của mình và bấm nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.